gỡ khó bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số từ quyết sách trúng và kịp thời. Hoàn cảnh khó khăn tiền bạc thiếu thốn, một lần ốm đau rất lo lắng, nhưng hôm nay thì được đảng nhà nước quan tâm hỗ trợ và hội đồng nhân tỉnh được cấp thẻ cho nhân dân coi như dân tộc nó là chúng tôi rất là vui mừng, rất phấn khởi, là chúng tôi cảm ơn đảng nhà nước đã hỗ trợ cho dân được thẻ bảo hiểm. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành nghị quyết miễn giảm 100% học phí trong 2 năm. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hội đồng của Nhân dân do Truyền hình Hội Việt Nam sản xuất và phát sóng vào 19:45 thứ hai và thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, mới đây thì một số Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp. Tỉnh Sơn La thực hiện kỳ họp chuyên đề thứ 23. Kỳ họp này nhằm thông qua các dự thảo nghị quyết, trong đó tập trung vào việc triển khai có hiệu quả luật đất đai năm 2024. Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La thông qua 11 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền, gồm nghị quyết về đầu tư công, về điều chỉnh, bổ sung diện tích thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện một số dự án trên địa bàn, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, về đơn giá thuê đất đối với đất được nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm. Các dự thảo nghị quyết này nhằm triển khai có hiệu quả luật đất đai năm 2024, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo nguồn lực cho việc tái đầu tư, khai thác quỹ đất, tăng nguồn thu tiền sử dụng đất, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo sử dụng hiệu quả số vốn ngân sách trung ương giao. Hàng chục nghìn người đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi không có thẻ bảo hiểm y tế. Câu chuyện phát sinh từ nghị quyết 861 của chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 đến 2025. Vận động quyên góp tặng thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện nhưng không bền vững. Tỉnh Quảng Ngãi đã tháo gỡ vấn đề này ra sao để người đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận bảo hiểm y tế? Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 năm 2021, Chính phủ ban hành nghị quyết số 861 phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các xã đã được phê duyệt nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ thành xã khu vực 1 và thôi hưởng nhiều chính sách. Trong đó, tác động lớn nhất là không được hưởng hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế như trước đây. Điều này khiến cho người đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn. Gia đình chị Sim có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Trước đây, 5 thành viên trong gia đình chị đều được nhà nước hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế. Nhưng từ năm 2021, chính sách hỗ trợ này bị cắt, ngân sách chỉ hỗ trợ 70% nên chị không có điều kiện để mua, dẫn tới tham gia bảo hiểm y tế đứt đoạn. Là rất là khó khăn. Bây giờ nếu mà thẻ mình mua là đau ốm, nhất là vừa rồi là bản thân chị này, tại vì bệnh hiểm nghèo là phải nộp tiền rất là nhiều. Đi Đà Nẵng, đi bố, phải nộp tiền rất là nhiều. Tỉnh Quảng Ngãi có 31.350 người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Dù được hỗ trợ 70% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế, nhưng với nhiều hộ, 30% còn lại vẫn là khó khăn. Đa số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn thì cuộc sống là cũng còn khó khăn vất vả. Cho nên là không đủ cái điều kiện mà để tự mình mà tham gia cái bảo hiểm y tế. Chính vì vậy mà hàng năm thì Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện để mà tặng thẻ bảo hiểm y tế cho bà con trên địa bàn, đặc biệt là các em học sinh. Để duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội và chính quyền địa phương vận động các nguồn tài trợ, tuy nhiên vẫn không đủ lực để hỗ trợ hết.
mỗi năm tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn khoảng 10.000 người ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không có thẻ bảo hiểm y tế do tác động của quyết định 861. Trong 3 năm sau khi cái quyết định 861 ra đời thì ngoài ra là bảo hiểm xã hội lại là đi vận động các cái nhà hảo tâm này, rồi lại là các cái tổ chức chính trị xã hội và lại các cái quan đơn vị hỗ trợ, và riêng ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi thì cũng đã đi vận động cũng được là 4.2 tỷ để hỗ trợ cho cái vùng khó khăn này. Không có thẻ bảo hiểm y tế, nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số khi nhập viện phải chịu chi phí quá lớn khi nằm viện điều trị. Thậm chí có nhiều trường hợp không có đủ khả năng thanh toán viện phí nên xin xuất viện sớm, thậm chí trốn viện. Trước khó khăn của người dân đồng bào dân tộc thiểu số liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tìm hướng giải quyết. Một nghị quyết đã được thông qua để gỡ khó cho vấn đề này. Và tại kỳ họp thứ 24, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nghị quyết số 15 về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế, trong đó bổ sung việc hỗ trợ 30% tiền đóng bảo hiểm còn lại cho người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng là các xã từng là khu vực 2, khu vực 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Với mức hỗ trợ này đã giúp cho người đồng bào dân tộc thiểu số bị tác động bởi quyết định 861 được ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế trở lại như trước đây. Nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số chính thức có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 năm 2024. Ngay khi được triển khai đã tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng chính sách. Ông Lú là người dân tộc Hờ Rê. Ông vui mừng khi được hỗ trợ 100% chi phí mua bảo hiểm y tế từ nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Giờ ông không còn canh cánh nỗi lo mỗi khi nhập viện. Hoàn cảnh khó khăn, tiền bạc thiếu thốn, rồi một lần ốm đau thì rất lo lắng. Như hôm nay thì được Đảng Nhà nước quan tâm, hỗ trợ và Hội đồng Nhân dân tỉnh được cấp thẻ cho nhân dân chúng tôi như dân tộc đó, là chúng tôi rất là vui mừng, rất phấn khởi, là chúng tôi cảm ơn Đảng Nhà nước đã hỗ trợ cho dân được thẻ bảo hiểm. Tình cảnh xin xuất viện sớm hoặc trốn viện không thanh toán viện phí cơ bản đã được giải quyết khi có nghị quyết 15. Những bệnh nhân người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, an tâm điều trị bệnh. Tiền đâu mua. Đấy, ra đảo như thế này là khó khăn quá. Dân, người dân là đồng bào. Không có lộn gì mà có tiền đấy. Tại bây giờ là có thẻ bảo hiểm nhà nước. Đó đó. Mình đi khám chữa bệnh là an tâm. Sau khi Nghị định 75 của Chính phủ ban hành, quy định hỗ trợ từ ngân sách 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số ở các xã, khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn, mà các xã này không còn trong danh sách đó nữa, thì Quảng Ngãi là một trong những địa phương ban hành sớm về chính sách hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người dân tộc thiểu số. Đối với người dân tộc thiểu số, cái vùng ba vùng hai là cực kỳ khó khăn và người ta không thể có tiền để người ta mua. Vì vậy cho nên nghị quyết 15 ra đời cũng đã góp phần giải quyết một cái câu chuyện cực kỳ cho là thuận lợi cho cái người dân sống tại cái khu vực 2, khu 3 và các cái xã đặc biệt khó khăn. Ngân sách trung ương hỗ trợ 70 thì ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 30% để bà con có thể hưởng được 100% chính sách này. Mục tiêu đặt ra đó là làm thế nào để cho bà con có thể tiếp cận được các cái dịch vụ y tế một cách tốt nhất. Vì có bảo hiểm thì nó cũng sẽ rất đỡ rất là nhiều trong cái việc mà bà con được tiếp cận các cái dịch vụ y tế. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là chính sách này hỗ trợ trong một giai đoạn, và giai đoạn đến một giai đoạn nhất định thì người dân và nhà nước sẽ cùng tham gia. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện tại trước mắt, và như tôi nói đó, cũng cần có những cái tác động của các chính sách của nhà nước để hỗ trợ đến đời sống kinh tế, vật chất và tinh thần cho người dân. Đặc biệt là trong đó vấn đề về chăm sóc sức khỏe cũng rất là quan trọng. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế từ Nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để địa phương hoàn thành tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của người dân tộc thiểu số đến năm 2025 là 98%, theo mục tiêu mà Nghị quyết 88 Quốc hội khóa 14 đã đề ra. Rõ ràng, việc Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định ban hành nghị quyết về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn là cần thiết, thể hiện sự đồng hành với người dân, nhất là khi đối tượng áp dụng là người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều, thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh sinh viên là con thương binh, bệnh binh, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3 và nhiều đối tượng khác.
Mức hỗ trợ được thực hiện ngay từ ngày 28 tháng 6 năm 2024 cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2026. Với độ bao phủ rộng và quy định chi tiết cụ thể từng đối tượng sẽ giúp cho việc thực hiện chính sách được hiệu quả và thiết thực hơn. Thưa quý vị, mới đây Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thông qua nghị quyết miễn 100% học phí cho học sinh các cấp. Đối với địa phương, hầu hết người dân còn nhiều khó khăn. Vào năm học mới, phụ huynh lại gánh thêm gánh nặng về chi phí sách vở, học phí cho con. Vì vậy, quyết nghị của Hội đồng Nhân dân là nhân văn và được dư luận đánh giá cao. Cùng với học sinh toàn tỉnh, 2 năm tới, hơn 850 học sinh trường trung học phổ thông Quế Sơn không phải lo gánh nặng học phí, yên tâm học tập. Đây là một cái tin mà tôi cảm thấy là vui nhất cho các học sinh ở khu vực miền núi từ trước đến nay. Tại vì sau cái đợt dịch Covid đó thì kinh tế rất là sa sút và thời gian phục hồi ở nông thôn thì rất là khó. Và các em ở đây đa số là con gia đình đến từ nông thôn, mà khi nghe được cái thông tin này là học trò ở khu vực Quế Sơn nói riêng cũng như tỉnh Quảng Nam là rất là vui mừng, sung sướng. Và bây giờ các em còn một cái nhiệm vụ duy nhất là học tập thật là tốt hơn. Con cảm thấy rất là vui bởi vì cũng giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ chúng con cũng như là những bạn có hoàn cảnh khó khăn thì cũng sẽ tự tin hơn trong việc đi học. Và con cũng hứa là sẽ cố gắng học tập để không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo nhà nước. Theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, từ năm 2024 đến năm 2026, địa phương sẽ chi hơn 158,3 tỷ, miễn học phí 100% cho các trường công lập và một phần cho khối tư thục. Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời. Người dân ở đây thì đa phần là xuất phát từ nghề nông và điều kiện kinh tế thì có thể nói là còn hết sức khó khăn. Cái mỗi năm học thì các phụ huynh thì ngoài cái việc lo sách vở, các khoản đóng góp cho nhà trường theo quy định từ đầu năm thì một cái nỗi gánh nặng nữa đó là về học phí. Tuy nhiên, năm này thì được biết là Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua cái nghị quyết về miễn giảm học phí cho các em trong 2 năm. Thì đó có thể nói một điều đáng mừng, một cái chính sách rất là nhân văn. Ở các huyện trung du miền núi Quảng Nam, đa phần người dân làm nông nghiệp, kinh tế khó khăn, nhiều gia đình đông con. Vào năm học, mỗi gia đình phải chi tiền triệu mua sách vở, dụng cụ học tập và các khoản khác. Vì vậy, việc hỗ trợ học phí là sự động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần cho con em vùng khó khăn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hội đồng của Nhân dân ngày hôm nay. Xin kính chào và gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ 45 phút thứ hai và thứ tư hàng tuần trên truyền hình Quốc hội Việt Nam.